chị ít bông luôn nha, nhìn như bye bye luôn nha mọi người. I got in. Bye bye nha. Chị mua cồn xịt ấy, cái cồn chai nhỏ ấy. Cái chai đó xài đi nó ngọt. Cầm giúp em chút được không? Cầm giúp em một chút. Bộ hông kia đứng. Không, nó bị cái eo bên này đó. Để đổ hơi kia. Đi chân vô vô chỗ này. Không, giai đoạn một người cầm một cái điện thoại rồi.
Lương Trọng Vĩ, hello chị yêu. Hello Vĩ. Nãy giờ mới có người chào luôn á. Về nha Phong ơi. Chị Aro em đi mũi né rồi. Cái gì? Bị á. Đi mũi né là sao vậy? Ừ, còn nợ tôi đó nha, né cho giữ vô nha. Nhắm đi, né được không? Đi ra biển à? Bắt cho anh em. Anh hả? Lâu quá rồi. Nhớ ai đấy? Này anh Meta Tâm đúng không? Anh của Tâm hả? Không phải. Đây, chị cho chị không nhớ đâu. Hồi xưa cái Tâm nó khen mặt trai đó, nhớ không? Làm mai cho nhân, làm mà em cho nhân viên chị đi, em không né nữa. Trời ơi, giờ thích ai? Thích chị A đâu, không gọi chị A nè. Chị không chị? Không ơi chị FF chị gái em nè. Chị gái em. Bị sinh năm nhiêu ta? 2001. Trời ơi, ông ít tuổi hơn nhân viên tôi bao nhiêu luôn mà. Tính vai máy bay hay gì? Thì 2000 cũng lái máy bay rồi. Thôi lái chị An đi, lỡ lái rồi. Ừ, lỡ lái, lái luôn chị An đi chứ. Lái hạnh thì bình thường quá. Thì không được nha. Sao em có thể phủ với chị An vậy Vĩ? Không, ý em á. À. Vĩ kêu là thích chị cầm máy quay được không? Chị cầm máy quay là chị An đó cưng. Chị An cầm máy quay mà. Định mệnh rồi Vĩ ơi. Hốt lại đi. Em phải đến bên chị đi. Hốt rõ cuộc đời chị em ơi. Đâm nay chị An là có gấu nha mấy đứa. Gấu vĩ đại. Em do number one fan Hoài. Em đọc vậy chị hiểu thôi chứ em chẳng biết. Nó là tôi là fan của Hoài, fan tôi là fan số 1 của Hoài. Maria đó. Bình An giới thiệu Hạnh cho em đi chị thôi nha. Anh thích chị Vi chứ gì. Tự nhiên kêu giới thiệu em. thích hết nha. Ờ. Không thôi cái chị là chị An là mai tụi em luôn đi. Hả? Không thôi chị An là mai tụi em luôn đi. Và sao? Hiểu không? Là mai hết bọn em luôn nè. Rồi cái mình đi hẹn hò. Vậy đứa nào thích đứa nào hốt đi bay.
trung được không Vinh? Lúc nào cũng quên chứ Vinh? Ờ, nhưng Vinh chỉ còn quên mà có tờ giấy hoa sen không quên. Ủa rồi nói gì chị An? Ủa rồi bắt trước tôi hả? Ủa nếu như là gì vậy? Sao cái tốt không học học cái xấu vậy? Thôi giờ thích mấy chị 2k. Chị cũng 2k mà. Chị cầm máy quay 2k đó Mỹ. Một cái cây của chị Vy, chị mà chắc là yếu. Sao rồi? Vậy nợ tiền mình cấn nha chị An. Ủa có chịu chị An không mà đòi cấn? Làm người yêu chị An không? Ủa alo. Alo bé Hạnh. Hả? Sao chị em đang gửi chị này nha. Cái gì ra cái đấy nha em. Ừ. Nợ thì vẫn phải trả nha. Vậy là lái máy bay mà không được gì hết hả? Bên này khó quay quá rồi nè. Em bị rung tay luôn rồi nè. Lỗ luôn. Chị không làm gì mà lỗ. Đã làm gì đâu mà lỗ. Chưa có làm được gì mà. Ủa sao chị An trả lời chị An hiền vậy? Chị đang coi nó quay cho nó đàng hoàng nè. Được rồi. Tóc quá tóc rồi. Cái bao nhiêu đó được rồi với chị An? Được. Chị An đâu rồi ta? Chị An đây nè. Chị An đang làm chuyện ngu số bố hết à. Mọi người cho Hạnh quay thôi mọi người bình luận không đọc được nha mọi người. Nó muốn xỉu rồi, nó hết sức rồi mọi người. Chắc em về hái cà phê được không? Nhà chị đâu có cà phê đâu hái. Không có cà phê nha Vĩ. Có cà phê hả chứ không có cà phê nha. Nếu mà em thích hái cà phê thì về nhà chị Hoài nha. Em thích chị Hoài không? Nói không cái cười ỉa luôn. Mày không nghĩa là em biết lần sau em qua là như nào đấy. Lúc kim luôn chứ sao. Vậy bán cơm. Biết bán cơm luôn. Biết được chén không? Em biết mày bán cơm luôn. Hạnh chứ. Em Hạnh. Còn sửa lại nữa rồi. Thì dạ, chị nói sai.
thông minh lên. Tụi nó giờ tụi nó dần hiểu hết rồi đó. Nó thiệt luôn á. Cái tên mình cũng để cho sai nữa. Rồi không biết cái làm ăn này cái gì. Chị thật là vậy. Ê có khi nào sau này về gọi chồng thành nhầm người khác không? Chắc nó tán cái bay màu. Về gọi chồng Dũng ơi, Dũng ơi. Thì bây giờ ai có hai cũng thay giờ thay cũng mời Dũng ơi. Quay mà. Không. Phát ơi. Chứ ai nó là Phát ơi. Trước ấy, chưa Phát hay nói chuyện này, lúc nào Phát ơi. À, anh Phát ơi đấy. Thôi hạnh ăn combo cũng được luôn nha mấy chị. Tham thế. Nuôi nổi không mà combo. Về cho ăn hủ tiếu. Cũng được, thế chưa chiều tối chị ăn hủ tiếu không cũng được. Chị nuôi ngược lại em đi. Ủa? Ủa alo. Em có phải ly Đức không? Em là Sơn Trùng MTV hả? Khoa nào? Về đây hả? Thấy mình toàn để đến lượt không ạ? À? Ai nữa thì trời.